Sáng ngày 29 tháng 4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến viếng dân hoa dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2021. Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành phố đã đến Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, Lạc Cảnh, thành phố Thủ Đức để viếng dân hoa, dân hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong sáng ngày 29 tháng 4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tiếp đó, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đến dân hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Trưa ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo chí thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trao quyết định cán bộ. Theo đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong đó, 6 cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động và cơ quan chủ quản về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, có 5 cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí, gồm Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Giá lương thực thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, giá điện, nước sinh hoạt giảm theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2021 giảm 0,04% so với tháng trước, tăng 1,27% so với tháng 12 năm 2020. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4 tăng 2,7%, CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%. Đây là mức tăng thấp nhất của CPI bình quân 4 tháng đầu năm kể từ năm 2016. Trong mức giảm 0,04% của CPI tháng 4 so với tháng trước, khu vực thành thị giảm 0,08%, khu vực nông thôn tăng 0,01%, chủ yếu do chỉ số giá nhóm lương thực của khu vực thành thị giảm 0,06%, trong khi khu vực nông thôn tăng 0,03%. Trong 6 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước, cao nhất với 0,87%, làm CPI chung tăng 0,08%. Do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh tăng, giảm giá xăng dầu vào ngày 27 tháng 3, 12 tháng 4 và 27 tháng 4. Sáng ngày 29 tháng 4 tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết kỳ thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng dành cho cấp trung học cơ sở năm 2021. Năm học 2020-2021, kỳ thi Olympic tháng 4 mở rộng dành cho cấp trung học cơ sở đã diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2021 dành cho học sinh ba khối lớp 6, 7, 8 với 5 môn thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Kỳ thi được tổ chức tại 8 điểm thi trên địa bàn quận 1, gồm trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Trung học cơ sở Đồng Khởi, Trung học cơ sở Minh Đức, Trung học cơ sở Chu Văn An, Trung học cơ sở Nguyễn Du, Trung học phổ thông Trương Vương và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Kết quả chung cuộc, có 5.699 học sinh đạt giải, gồm 1.194 thí sinh đạt huy chương vàng, 1.620 thí sinh đạt huy chương bạc và 2.885 thí sinh đạt huy chương đồng. Trong đó, quận 1 dẫn đầu thành tích với 120 huy chương vàng, 100 huy chương bạc và 137 huy chương đồng. Kế đến là quận Tân Phú,
với 102 huy chương vàng, 124 huy chương bạc và 213 huy chương đồng. Sáng nay ngày 29 tháng 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong vòng 12 giờ qua, cả nước không có thêm ca mắc COVID-19. Cùng với đó, số người được tiêm vaccine COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Tính đến sáng nay, số người mắc COVID-19 của Việt Nam vẫn là 2.865 người, trong đó có tổng cộng 1.571 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Về tình hình điều trị, cả nước đã có 2.516 người mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 48 người đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Liên quan tới chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Việt Nam đã tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 và 2 cho 425.638 người là các đối tượng ưu tiên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 58 tỉnh thành. Riêng hôm qua ngày 28 tháng 4, cả nước có thêm 92.445 người được tiêm vaccine COVID-19 tại 56 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Để nắm được tình hình các địa phương triển khai phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngày 29 tháng 4, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức 4 đoàn công tác đi phối hợp kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn 4 tỉnh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Kiên Giang. Qua đó xây dựng báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị đón khách du lịch của các địa phương để báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Theo Tổng cục Du lịch, 3 tháng đầu năm 2021, lượng khách du lịch nội địa đạt 16,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 71.900 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020. Ngày 29 tháng 4, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng ở khu vực. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một nhà xưởng trên đường số 1, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Đến 4 giờ 30 cùng ngày, vụ cháy mới được lực lượng khống chế hoàn toàn. May mắn vụ cháy không có thương vong nhưng nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Diện tích cháy gần 300m2. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết đã mời 4 ứng viên là huấn luyện viên trưởng các đội bóng giành thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia năm 2020, gồm các ông Bùi Huy Sơn, Bộ Tư lệnh Thông tin, Nguyễn Hữu Hà, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Phạm Văn Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Nguyễn Tuấn Kiệt, NHCT. Tuy nhiên, các huấn luyện viên trên đều từ chối lên đội tuyển năm nay. Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền tiếp tục tìm phương án nhân sự khả thi nhất để mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam do nhiệm vụ SEA Games 31 năm 2021 rất quan trọng. Theo quy trình, huấn luyện viên trưởng sau khi được bổ nhiệm sẽ chủ động xây dựng danh sách các trợ lý và vận động viên tập trung, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Mục tiêu tại SEA Games 31 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2021 là duy trì thành tích huy chương bạc.